Theo thông tin ban đầu, trước đó, ông Đờ Dê, Đờ 37 tuổi, ngụ xã Diên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, trình báo cơ quan chức năng về việc con gái là cháu Đờ Tờ Đờ Y, 12 tuổi, đi theo người lạ. Cùng với sự tìm kiếm của cơ quan chức năng, ông Đờ phát hiện con gái đang ở xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển. Ngay lập tức, ông liên hệ đến công an địa phương nhờ hỗ trợ tìm kiếm con gái. Sau đó, cháu Y được xác định đang ở nhà Đờ Cờ Tờ, ngụ ở Kinh Đào Đông, xã Đất Mũi, chơi. Làm việc với công an, cháu Y khai nhận quen biết tài khoản tên Khang thông qua mạng xã hội. Sau thời gian nói chuyện, tìm hiểu Khang và Y hẹn nhau đến nhà Tờ chơi. Đến khoảng 2 giờ ngày 4 tháng 11, sau thời gian chơi, nhà bạn Y và Khang vào phòng Tờ để ngủ. Lúc này, Khang đã dùng vũ lực để ép Y quan hệ tình dục. Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định tài khoản tên Khang là của Sơn Danh Liền, 19 tuổi, ngụ ấp Tắc Gốc, xã Đất Mũi. Ngay lập tức, công an mời Liền về làm việc và đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.